Thưa quý vị, hoạt động của các tổ đoàn kết khai thác hải sản trên ngư trường lâu nay đã trở thành một trong những mô hình hiệu quả, hỗ trợ cho ngư dân Đà Nẵng vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ, gìn giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mô hình này đã và đang được quận Sơn Trà tiếp tục nhân rộng trong thời gian đến. Quận Sơn Trà là địa phương có thế mạnh về khai thác đánh bắt hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tính đến nay, toàn quận có 1.205 chiếc tàu thuyền, trong đó có 405 chiếc đánh bắt xa bờ. 71 tổ đoàn kết sản xuất trên biển được thành lập. Các tổ đoàn kết này là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển, hình thành mạng lưới giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển sản xuất, nhất là vượt qua các giai đoạn khó khăn của ngành thủy sản. Lúc quay là do là coi như là trang đèn và quay. Khi có của những tụ lửa là bật tụ lửa là bọn tôi quay, rút là quay. Quay là có bữa là 5 tấn, 4 tấn. Và coi như nói chung là năm giờ rồi đây là cũng không có được là bao nhiêu lá. Mà nhưng là cũng trung bình á là mỗi tháng á là coi như mỗi thành viên là kiếm được từ 5 triệu đến từ 5 triệu đến 7 triệu tháng. Đó, để chi phí trong gia đình. Không chỉ hỗ trợ nhau khai thác bám biển, các tổ đoàn kết còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương. Các lực lượng biên phòng góp phần tuyên truyền vận động ngư dân đánh bắt đúng theo luật thủy sản, ngăn chặn các hành vi khai thác tận diệt, các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp không có báo cáo và không được quản lý IUU. Nếu mà nó sung điện là còn hạn chế cái hủy diệt, chứ còn nói về mà thuốc nổ là hủy diệt toàn diện luôn, đánh đâu là cháy đó, tuyệt chủng hết, không còn cái con gì mà sống được hết. Nếu mà gặp là bọn tôi phải báo điện về ngay, báo cho lực lượng có chức năng để ra xử lý chứ bọn tôi thì không dám. Chỉ có ví dụ mình biết được là ghi được cái số tàu, số người mà làm đó để về báo cho lực chức năng. Năm 2023, quận Sơn Trà tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản như hỗ trợ nâng cấp tàu cá, nâng cao năng lực khai thác hải sản, hiệu quả sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu tàu thuyền, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của các tổ đoàn kết sản xuất trên biển, đặc biệt là các tổ đánh bắt cá xa bờ, nghiệp đoàn nghề cá, chi hội nghề cá. Rút kinh nghiệm trong thời gian vừa qua, thì các tổ đội này đã tham gia hỗ trợ, tương tác với nhau trong cái việc đánh bắt thủy sản cũng như tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo rất tốt. Chính vì vậy mà chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình này ra để bà con ngư dân mới tạo điều kiện vươn khơi bám biển, sản xuất và yên tâm dài ngày hơn. Với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương cũng như sự hưởng ứng tích cực của ngư dân, kỳ vọng các tổ đội đoàn kết khai thác thủy sản sẽ ngày càng được nhân rộng, trở thành mô hình điển hình của ngành thủy sản Đà Nẵng, vừa nâng cao hiệu quả đánh bắt, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.